Một pha đánh úp quá đỗi bất ngờ đến từ vị trí Riot. Mùa 10 đấu chân chân lý cập bến máy chủ Việt ngay sáng 21 tháng 11 mà không hề báo trước, làm bao anh em chưa kịp chuẩn bị đã phải bắt tay ngay vào các trận đấu hardcore. Với 29 tộc hệ, đi kèm đó là 60 vị tướng mới, sẽ đem lại cho chúng ta vô số đội hình và phải chọn lọc ra các bài thực sự đáng tin để mà chiến rank. Và thế là cà phê nhân phẩm cũng phải cấp tốc lên giáo án đang top meta để anh em quạo lựa. Không chần chừ thêm nữa, anh em mình vào việc. Trước đó, xin anh em một like, một sub nhé. Punk, Jinx và Twitch. Khởi đầu danh sách top meta sẽ là một bài vô cùng dễ chơi cho các anh em tập tành mùa mới, bởi vì anh em cần làm hầu hết chỉ là roll và roll các tướng 1 vàng 2 vàng mà thôi. Hệ này cho phép chúng ta sau khi dùng Punk chiến đấu thì lần roll đầu tiên chỉ tốn 1 vàng và nhận thêm 3% chỉ số. Vừa lợi kinh tế mà vừa tăng sức mạnh thì tội gì không roll, đúng không anh em? Bắt đầu với form Punk gồm Jinx, Vi, Pantheon và Twitch nếu cảm giác chúng ra nhiều. Anh em không cần hyper roll ở 4 đâu. Với cơ chế siêu sao thì slow roll ở 5 là ok rồi, sẽ an toàn hơn. Ở cấp 5, anh em thêm một hộ pháp nữa cho Pantheon tranh lâu hơn, đó có thể là Taric, tốt nhất là Amumu. Khi đã mạ vàng được Jinx rồi thì có thể lên 6 và thêm Vex, kích được hai hệ là Emo và Đao Phủ, rồi tiếp tục roll Pantheon và Twitch 3 sao. Bài này max ping sẽ ở 8, thêm được hai hộ pháp đắt tiền là Thresh và Yorick. Katarina, fan cứng, cuồng nhiệt. Kata bây giờ cũng có phi dao, nhưng cô không còn xả thân để nhặt dao nữa, nên giữ vị trí an toàn hơn rất nhiều. Với giá thành lại phải chăng, sự xuất hiện của cô sẽ snowball trận đấu cực căng. Đội hình để anh em roll ở 6 là Evelynn, Kennen, Lilia, Kata, Nico, Yone với Kata siêu sao cuồng nhiệt. Nếu chưa có Kata siêu sao cuồng nhiệt thì có thể dùng tạm Kata thường, bỏ Yone ra và kẹp Na vào, lấy 4 phang cứng. Kata đã lên 3 sao thì anh em up cấp, thêm Z và Quiana là xong. Cuồng nhiệt sẽ giúp Kata gây thêm sát thương, còn phang cứng thì cho cô một đồ free là bàn tay công lý. KDA không chỉ giúp Kata mà cho cả các đồng minh đứng trên ô thần tượng nhận thêm máu, AD và AP. Bài này có mức độ triển khai dễ, mạnh từ 3 chấm, đẩy máu các nhà khác mà không cần quá nhiều vàng để build team vì sát thương Kata quá rác. Còn nhược điểm đó là gò bò siêu sao và cần roll được Kata 3 sao. Đến tầm giá 3 vàng, ta có biệt đội đồng quê. Để chơi đồng quê đúng cách thì chắc chắn phải roll 3 sao rồi, vì con Hecarim được triệu hồi sẽ nhận máu và AD với mỗi cấp sao của tướng đồng quê. Tương tự hư không vậy, nhưng nó không xuất hiện ngay đầu giao tranh mà là sau khi team mất đi 30% máu. Bộ đôi song sát là Samira và Ugot cùng các đồng minh Tamkench, Amumu, Seth, Vex và Thresh. Vì hầu hết là tướng 3 vàng nên sẽ tạo điều kiện cho anh em lên Samira và Ugot 3 sao hơn. Anh em roll ở 7 là tròn form rồi, với điều kiện là siêu sao đồng quê của Samira hoặc Ugot. Bài này lấy Hecarim làm lợi thế về chess, vì không những tranh mà Hecarim còn có kỹ năng riêng và bổ sung nội tại cho các đồng minh. Còn nhược điểm thì cũng như các bài reroll khác thôi, đồng quê phải có Ugot và Samira 3 sao, nếu chỉ dừng ở 2 sao thì khó lòng on top. Dù Riven đã ăn nớp rất nhiều trên BBE, nhưng có vẻ như đó là chưa đủ để giam cầm sức mạnh của kẻ lưu đầy. Đội hình đầy đủ gồm Garen, Kale, Mordekaiser, Riven, Yone, Viego và Kayn. Anh em cứ hình dung bài này là bài thách đấu trước đây cho dễ hiểu, ta sẽ lấy công bù thủ. Với lượng tốc đánh vượt trội, Riven và Yone sẽ chém nát tất cả trong chốc lát. Riven sẽ carry tín hơn Yone, chính vì thế mà Yone không lên được 3 sao thì anh em có thể chuyển đồ sang cho Hắc Diệt Đế Vương Viego. Tam bộ kiếm sẽ vừa cung cấp cho Riven khả năng cơ động là chắn để tồn tại trong giao tranh mà còn cộng sát thương nữa, nên cô 10 điểm không có nhưng trong tầm giá 3 vàng. Tuy nhiên bài này sẽ cần đồ đẹp như tranh cho Riven và cô cũng sẽ bị counter nếu gặp giáp lửa, quỷ thư, bùa đỏ, trừ xuyên phá.
Mùa này các carry ba vàng lên ngôi khá nhiều. Mình vừa giới thiệu qua Samira, Ugot, Riven, Yone rồi, nhưng vẫn còn nữa, đó là thợ săn tiền thưởng Miss Fortune. Line up như sau: Kennen, Lilia, Bot, Kaisa, Echo, Miss Fortune, Nico. Có điều anh em cần lưu ý, đó là trước giờ ta đã quen với một con Miss Fortune cầm đồ phép rồi đúng không? Nhưng lần này thì khác, kỹ năng của cô gây sát thương vật lý nên đi kèm với hệ tay to mặt lớn, over hợp luôn. Sau khi cô tung chiêu thì sẽ nhận thêm AD. Fan cứng tặng cô một đồ free là kiếm từ thần. Còn hệ Jazz thì anh em kích càng nhiều tộc hệ thì cả team càng nhận thêm máu và sát thương, nhưng không tính hệ riêng biệt nha. Và cũng như các bài reroll 3 vàng khác, ta cũng sẽ roll Miss Fortune ở cấp 7. Còn về 4 vàng thì thần bài Twisted Fate có lẽ là dễ chơi nhất, vì khởi đầu với một con Nami là anh em đã có hai tộc hệ của Twisted Fate rồi, nên việc mix hệ đi lên vô cùng dễ. Để chơi Twisted Fate, anh em sẽ flex xung quanh 4 tướng Nami, Gragas, Disquanh và Twisted Fate. Sau đó muốn mix nhiều Disco hay Tuyệt Sắc thì tùy anh em roll ra siêu sao gì. Các tướng 5 vàng giá trị có thể kẹp vào là Illaoi, Six và Sona. Bài này công thủ toàn diện, quả cầu mang lại hai thứ vô cùng cần thiết, chính là khả năng hồi máu và tốc đánh. Hồi máu giúp hàng thủ câu đủ thời gian cho Twisted Fate xả sát thương, tốc đánh thì giúp số lá bài phi ra nhiều hơn. Còn nhược điểm, nếu anh em quá tham cầu mà xếp trụm lại thì sẽ dễ ăn các chiêu thức diện rộng từ Virgo, Akali, KDA chẳng hạn. Từ đó họ sẽ clear team anh em nhanh hơn. Thứ hai là sẽ bị các món giảm hồi máu counter như giáp lửa, quỷ thư, bùa đỏ. Bên cạnh đấy, vì là bài tốt đầu meta nên việc bị tranh tướng là khó tránh. Tiếp theo chúng ta đến với Pentakill kẹp Akali. Đội hình đầy đủ gồm Lilia, Kale, Na, Nico, Mordekaiser, Akali, Karthus và Yorick. Pentakill đã có sẵn hai tướng 4 vàng là Karthus và Virgo rồi, nhưng tại sao không dùng Virgo mà lại là Karthus? Lý do thứ nhất là bản thân Virgo dễ cúc hơn Akali trong giao tranh. Tiếp theo, Akali ta xài trong team này là Akali KDA, biến ảo vô cùng khôn lường, vừa gây sát thương diện rộng mà vừa có thể ám sát tay dài ở góc của địch. Cô sẽ đóng vai trò cầu máu trước, rồi Karthus vận khúc cầu hồn và dứt điểm những kẻ yếu máu. Chưa dừng ở đấy, Akali và Karthus còn kích cả hệ đao phủ, mang lại cho cả hai tỷ lệ và sát thương chí mạng. Bài này có ưu điểm là Karthus và Akakua tạo ra wombo combo cực nhiều sát thương, lại vừa đam tay lẫn đam phép. Tuy nhiên nhược điểm là địch có thể xếp counter bằng cách tách team ra để Akali không bay ngang nhiều mục tiêu. Carry tay dài thì nên để lùi vào 1-2 ô và cùng bên với Akali. Còn nếu muốn đơn giản hơn thì cho hai tướng kích hệ bo góc và carry thì đứng giữa. Trong ban nhạc KDA, ta lại dùng Akali song sát với hồ ly Ari. Line up như sau: Lilia, Kaisa, Seraphin, Na, Echo, Nico, Ari, Akali và Yorick. Ưu điểm của bài này đó là các ô thần tượng cộng chỉ số khá ngon, sát thương hỗn hợp, có đam tay lẫn đam phép. Khi kích siêu sao thì với fan cứng, anh em cũng sẽ có một đồ free cho siêu sao. Trang bị siêu sao của Akali là bàn tay, Ari là mũ, đều là các món khá ngon cho từng tướng. Nhược điểm đó là Ari và Akali dồn đam không ăn khớp nhau là mấy. Hồ ly thì combo đơn mục tiêu ở tuyến trên, còn Akakua lại lao ra sau. Còn nếu anh em sở hữu khả năng đép máu tốt là ông hoàng kinh tế, muốn làm chúa tể lobby thì chắc chắn không thể bỏ qua sức mạnh Exodia. Đã nói Exodia thì chắc chắn sẽ nhiều tướng 5 vàng rồi. Cụ thể thì 6 trên 8 tướng 5 vàng sẽ có mặt trong lineup này. Đó là Yorick, Illaoi, Sona, Six, Jin và Lucian. Đến bước tìm tướng phù hợp để kích hệ, phát huy thêm sức mạnh cho các vị thần. Thresh sẽ kích hộ pháp và có thêm khống chế với pha án tử. Zac thì đơn giản là kích đấu sĩ, thêm Bot kích tuyệt sắc và Jazz nữa là xong, sức mạnh tuyệt đối. Exodia thì đương nhiên là bất khả chiến bại nếu lên đủ bài. Tranh vừa cứng mà đam thì khỏi bàn luôn, có tới 4 nguồn đam là Sona, Zix, Jin và Lucian. Tuy nhiên nếu muốn build được full bài thế này thì đòi hỏi anh em phải có một khởi đầu vô cùng thuận lợi, đánh win streak và biết làm kinh tế. Vừa rồi là tốc đội hình bản 13.23 để anh em có thể tự tin mang vào rank, bứt tốc thật nhanh ở giai đoạn đầu mùa. Cảm ơn anh em đã xem hết video.
Nếu thấy hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chuyển vào nút chuông để không bỏ lỡ các giáo án mùa 10 từ Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.